Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu cơm rượu truyền thống nhanh gọn mà đơn giản nhất nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình 1 kg gạo nếp. Thì đây là gạo xay các bạn nhé. Các bạn vo sạch sẽ cho tinh mình. Sau đó thì các bạn đem ngâm cho mình khoảng 6 giờ nhé. Đấy, mình đã ngâm gạo đi được 6 giờ rồi. Bây giờ mình sẽ đi bỏ hết cái phần nước chua này đi để mình cho vào lửa cơm điện mình nấu là mình sẽ có được cơm rượu kìa. Và để làm cơm rượu này thì chúng ta phải có men, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình men nhé. Từ 1 cân gạo thì các bạn cho mình 3 quả men. Bây giờ mình sẽ lấy ra, mình ngâm đấy thì như thế này thì nó nở ra rồi, thì cái gạo mình nấu bằng lửa cơm điện nó rất chi là nhanh chín thôi ạ. Nếu các bạn mà không ngâm ấy, mình đi nấu trực tiếp luôn ấy, thì nó lâu chín nhé, vì cái gạo này nó có một lớp vỏ rất chi là dày. Nhưng chúng ta ăn gạo bình thường thì họ sẽ sát trắng thì không còn cái lớp vỏ ấy nữa, nhưng mà dưới rượu nếp thì nên là phải có cái lớp vỏ này. Với 1 cân gạo thì thời tiết nóng nực này thì chúng ta chỉ cần 3 quả men là đủ nhé. Nếu mùa đông thì các bạn sẽ chỉ dùng 4 quả. Và khi thời tiết mà cứ 38-40 độ này thì chỉ cần 1 ngày sau là các bạn có thể ăn được. Tức là mình làm sau 24 giờ là các bạn có thể bỏ ra để ăn được. Nếu mà nhiệt độ nó ấy hơn nữa thì tầm 30 độ thì độ 2-3 ngày thì chúng ta có thể ăn được nhé. Và mùa đông thì đến 4-5 ngày mới ăn được. Nên là tùy theo vào thời tiết. Bây giờ mình sẽ cái phần men này thì các bạn sẽ giã ra cho mình để mình bỏ cái nước chấu đi, thì gọi là men chấu các bạn ạ. Khi gạo vo xong thì các bạn sẽ nghiêng giá nhé để cho nó dốc nước đi ạ. Và mình sẽ cho vào nồi cơm điện để mình nấu. Vì gạo mình ngâm đã đủ nước rồi cho nên là mình chỉ cần cho lượng nước xăm sắp nữa thôi là được. Đây các bạn cho lượng nước như thế này cho mình và mình cho vào nồi cơm điện mình nấu. Mình chỉ cần dập một lần thôi, nếu mà dập 2 lần ấy, thì nó sẽ có cháy, thì chúng ta sẽ phải bỏ cái phần cháy đi thì cơm rượu sẽ được ít hơn nhé. Nên chỉ cần một lần thôi là được, là cơm sẽ chín. Đây, các bạn cho vào nồi và mình nấu như nấu cơm bình thường. Mình cho men vào cối để mình giã nhé. Cái phần men này bạn giã cho mình. Cho cái này để mình ngọt nhé. Khi phần chấu phần sọ này các bạn đổ đi cho mình nhé. Đấy. Nó chấu rồi thì chúng ta sẽ bỏ đi. Các bạn chuẩn bị cho mình cái mẹt nhé, và mình giải lá chuối ra để sau khi được phần cơm rượu ấy, thì mình sẽ cho ra lá chuối này. Và cái mẹt này không có thì các bạn có thể dùng mâm hoặc bằng bọc thực phẩm để mình cho ra nhé, cho nó nguội thì mình làm cơm rượu cho nó nhanh được đấy ạ. Khi nồi cơm rượu của mình đã được các bạn thấy chưa? Mở ra nó rất chi là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra để mình cho nguội nhé. Hạt gạo rất chi là mềm ngon và không một chút cháy nào luôn, khi chúng ta chỉ cần dập cơm một lần. Giờ mình rút điện ra để mình cho ra cái mẹt mà mình vừa để lá chuối xong đấy ạ. Mình đổ hết phần cơm ra cái mẹt này.
mình tạy ra để cho nó nguội các bạn ạ. Có thể đảo lên đảo lại để cho nó bay hết cái hơi đi. Thì chúng ta mới đem đi trộn men nhé. Nếu mình mà trộn lúc nóng này thì làm cho men nó chết thì chúng ta sẽ không sẽ làm hỏng cơm rượu. Khi phần cơm này đã nguội nhé thì các bạn sẽ trộn cho mình men vào. Và bây giờ mình sẽ lấy men để mình rắc lên nhé. Rắc đều ấy, sau đó thì mình sẽ lấy đũa mình đảo đều nhé. Khi mình rắc đều men rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái đũa mình đảo đều nhé. Để cho cái phần men này. Rồi khi phần men đã đều rồi, mình sẽ cho vào một cái xoong để mình ủ nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong sạch nhé, thật sạch đấy, để mình làm nhé. Đây các bạn, sau khi mình ấy xong rồi nhé thì mình sẽ đậy vung lại và mình cho vào một cái hộp nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái thùng xốp này và mình sẽ cho phần cơm rượu vào nhé. Dạ, mình cho phần cơm rượu vào. Và mình sẽ đậy lên trên một cái chăn. Mình chỉ để ủ cơm rượu thôi. Này các bạn đậy lại cho mình. Và mình đậy kín lại 1 đến 2 ngày sau nhé. Tùy theo thời tiết nhé. Thời tiết mà nóng 38-40 độ, chỉ cần 1 ngày thôi là các bạn có thể lấy ra để ăn được rồi ạ. Sau khi thời tiết nóng nực nhé, thì mình chỉ nóng như mấy hôm nay là 40 độ, thì mình chỉ 38-40 ạ. Thì mình chỉ làm cơm rượu trong 1 ngày là có thể ăn được. Giờ mình lấy ra nhé. Rất chi là thơm mùi cơm rượu rồi ạ. Đấy, khi mình để cơm rượu đấy ạ, để các bạn thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ lấy phần đáy nó có nước đấy ạ. Khi mình ủ cơm rượu như thế này nhé, nó sẽ ra nước ở đây thì các bạn sẽ lấy ra ăn ấy, thì mình sẽ múc ra cả nước cả. Rất chi là ngon ngọt, dễ ăn nhé.
Nếu mà ăn không hết đấy thì các bạn nên cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé, và mình dùng thì nó mới ăn được. Còn nếu mà chúng ta mà để đến như thế này ngoài trời nóng như trong hộp như của mình ấy, thì là nó sẽ làm cho cơm rượu này nó cay, thì chúng ta sẽ không ăn được, mà nó sẽ kiểu cay như mình uống rượu ấy thì sẽ khó ăn nhé. Nên là chúng ta cất vào ngăn mát. Với cơm rượu làm rất chi là đơn giản mà lại ngon như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ.